Yo. Tạm giữ thuốc lá lậu phải không? Chứ không biết số lượng là nhiêu. Tung cái xe lên nữa đó. Có chạy mới chạy đâu có khoảng chừng tuần nay thì dạy sức khỏe như thế nào. Tôi làm gì cũng vậy. Ông Hoàng cho biết hôm nay thì dạy sức khỏe như thế nào. Lý do có mặt buổi làm việc hôm nay. Là chạy xe xe. Giữ thuốc lá lậu phải không? Chứ không biết số lượng là. Tôi có chạy mới chạy đâu có khoảng chừng tuần nay à. Bây giờ mình kêu mình lên chạy mình đi với khách ở ngoài Bình Dương mình đâu có. Chưa. Tạm giữ thuốc lá lậu không? Chứ không biết số lượng là nhiêu. Tung cái xe lên nữa đó. Có chạy mới chạy đâu có khoảng chừng tuần nay thì dạy sức khỏe như thế nào. Tôi làm gì cũng vậy. Ông Hoàng cho biết hôm nay thì dạy sức khỏe như thế nào. Lý do có mặt buổi làm việc hôm nay. Là chạy xe. Giữ thuốc lá lậu không? Chứ không biết số lượng là. Tôi có chạy mới chạy đâu có khoảng chừng tuần nay à. Bây giờ mình kêu mình lên chạy mình đi với khách ở ngoài Bình Dương mình đâu có.